Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái kèo kiếm tiền miễn phí đây, rất là hấp dẫn nha. Và cái cách kiếm tiền ở đây thì nó cực kỳ đơn giản luôn, là các bạn chỉ cần xem video, là các bạn chỉ cần xem quảng cáo ở trên trang web và các bạn sẽ nhận được tiền nhé. Và ở đây cái đồng tiền mình muốn chia sẻ cho các bạn để kiếm đó là cái đồng Asimi này. Với cái đồng Asimi này thì cái dự án này đã bắt đầu từ năm 2018 và đến bây giờ thì nó bắt đầu được đưa ở trên những cái sàn tập trung. Lộ trình của nó ha, trong cái phần lộ trình thì các bạn có thể kiểm tra thêm ở trong đây. Năm 2018 là bắt đầu là đâm chồi nè ha. Rồi 2019, 2020, 2021 và bây giờ chúng ta đến 2022 là họ ra mắt cộng đồng và trên toàn cầu. Và nó có thêm một cái nữa là được danh sách trên trao đổi mới, cái nghĩa ở đây có nghĩa là nó được liệt kê trên những cái sàn giao dịch mới. Hiện tại thì sàn giao dịch mới ở đây thì mình thấy có sàn XT. Sàn XT thì đã list cái con này vào ngày hôm nay và nó được list nằm ở trong cái danh mục đó là Web 3.0. Như vậy thì cái trend Web 3.0 nó bắt đầu rộ lên của năm 2022. Đó là một cái phi tập trung ha và không thể kiểm soát được. Nên bây giờ những cái đồng coin mà thuộc cái hệ mà Web 3.0 á thì được nhiều người rất là săn đón. Và mình quay lại một chút xíu với cái đồng Asimi này thì nó có tổng cung ban đầu của nó, tổng cung tối đa của nó là 67 triệu đồng ha. Và nó đang chạy ngoài thị trường đó là 36 triệu đồng. Như vậy thì cái vốn hóa thị trường con này khá là bé, chỉ có 686 ngàn đô thôi. Khá là bé đúng không? Nếu mà mình làm một cái phép toán nhẩm nhẩm thôi, bây giờ nếu mà vốn hóa thị trường của nó nằm ở cái mức là 3 triệu đô, 3 triệu đô thì mình được là ít 5 lần. 3 triệu đô nằm thì mình được ít 5 lần đúng không? Đúng rồi. Và nếu mà nó vốn hóa thị trường nó đạt được ở mức 36 triệu đô thì mình được ít bây giờ là tới 120 lần. Wow, khá là nhiều đúng không? Nhưng mà đó là chỉ là cái gọi là cái điều mình đặt ra mình mong muốn thôi, còn thực tế thì có thể là nó sẽ không được như vậy đâu. Và với cái giá này thì mình nghĩ rằng á, nếu mà chúng ta muốn đầu tư ở cái đồng ICP này cũng được, bởi vì bây giờ sàn XT họ cũng đã list rồi thì sắp tới chắc là nó sẽ lên được sàn Hotbit nè. Những cái sàn mà sàn nhỏ nhỏ nó sẽ lên trước ha. Và nếu mà tương lai thì có thể lên những cái sàn như Huobi, KuCoin, OKX và nếu mà tốt nữa thì sẽ lên Binance. Đó là cái hướng mà chúng ta suy nghĩ tới thôi. Và nếu mà có mua ở cái con ICP này đó, bạn có mua để mà bạn đầu tư á thì mình nghĩ rằng bạn mua thì cũng kiểu dạng xổ số thôi. Được thì ăn, còn nếu mà nó tuột giá xuống thì coi như mình cũng không mất bao nhiêu. Với cái vốn hóa thị trường nó là 686.000 đô thì chắc cũng không có chia được bao nhiêu lần đâu. Nếu mà chia 10 lần thì chẳng lẽ cái vốn hóa thị trường nó còn có 6.000 đô đúng không? Nên là với cái con này thì mình nghĩ là bây giờ nếu mình mua cũng rất là an toàn. Đó là về cái phần đánh giá và nhận xét của mình nha. Rồi bây giờ đến cái phần kiếm tiền miễn phí đây. Bây giờ kiếm tiền miễn phí thì các bạn lưu ý chỗ này ha. Với cái đồng ICP này á, thì kiếm tiền miễn phí thì chúng ta cũng không thể nào kiếm được nhiều đâu. Nhưng mà chịu khó hơn, bây giờ là cái vốn hóa thị trường còn bé. Và nếu một ngày nào đó con ICP này có giá là 1 đô cho một con thì có thể là bạn sẽ có được nhiều tiền đấy. Ok, bây giờ quay trở lại ha. Kiếm tiền miễn phí thì chúng ta sẽ có một cái trang web và đây là cái hệ sinh thái của họ để mà họ sử dụng cái đồng ICP ở đây. Ở chỗ này thì sẽ có nhiều đơn vị họ sẽ đặt quảng cáo ở trên đây, gọi là thuê đặt quảng cáo ở trên đây bởi vì cái cộng đồng á, của ICP này nó đang có là 472.000 thành viên. Thì cái số lượng thành viên này cũng khá là nhiều đúng không? Để có thể là sử dụng và đặt quảng cáo ở đây. Cái trang web này thì mình cũng đã đăng ký vào năm 2018 rồi và mình cũng đã khai thác từ cái giai đoạn đó đến bây giờ. Và mình cũng bỏ một thời gian tại vì mình thấy là với cái dự án này nó cũng im im quá, nó không có làm cho mình thấy rõ ràng á. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó lên được sàn của XT rồi nên mình nghĩ rằng á, tương lai nó đã có và mình tiếp tục mình quay trở lại. Và bây giờ quay trở lại xong rồi thì mình còn hướng dẫn cho các bạn cái cách để kiếm nữa. Chúng ta phải cùng nhau kiếm tiền ở những cái kèo miễn phí như thế này. Đây là cái phần giao diện khi mà đăng nhập vào trong cái trang kiếm tiền miễn phí này ha. Trong cái phần danh sách thu nhập của tôi á, thì mỗi ngày chúng ta có những cái nhiệm vụ thế này nè. Và cái nhiệm vụ mà mình thấy dễ dàng nhất đó là cái nhiệm vụ là xem quảng cáo và nhận tiền. Bây giờ mình sẽ đi vào xem quảng cáo và nhận tiền cho bạn xem ha. Hiện tại trong phí của mình đang có là 13.27 đồng ICP á. Và với một đồng ICP thì bây giờ nó đang có giá là 0.015 ha. Rồi mình bấm vào cái chỗ khai thác miễn phí chỗ này. Với những bạn mà chưa có tài khoản ở trên đây thì các bạn chịu khó đăng ký lại ha. Mình đăng ký thì cũng chỉ là đăng ký bằng cái địa chỉ email nè. Rồi mình vào mình
xác gọi là mình verify cái email đó, là mình xác nhận, xác thực cái địa chỉ email đó. Nó cũng đơn giản thôi, không khó, bởi vì đây là một trang web. Rồi mình bấm vào trong cái chỗ nè, xem quảng cáo chỗ này nè, đó cái mục nè, bấm vào trong đây. Ok, như vậy là nó đã vào trong cái mục là quảng cáo rồi đây. Và bây giờ các bạn thấy là muốn vừa xem xong một cái quảng cáo khoảng 7 giây á, thì mình sẽ kéo cái này nè, cho nó vừa khớp ở trong cái hình này nè ha, kéo vừa khớp trong hình này để hoàn thành xong một cái quảng cáo rồi. Và nó cũng sẽ hiện ra cái số tiền mà mình kiếm được á. Như vậy là mình mới vừa xem xong một cái quảng cáo nè, thì nó trả cho mình là 0.48 đồng ACMI. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây tiếp tục mình bấm xem ha, mình xem thêm những cái quảng cáo khác thì sẽ chọn vào trong đây. Còn nếu mà muốn không muốn xem, muốn quay về trang chủ của nó thì bấm vào ở đây. Đây mình muốn xem tiếp. Rồi bấm vô trong cái phần đó thì nó sẽ hiện ra là mỗi một ngày như vậy thì bạn có thể xem được là 50 cái quảng cáo ha. Nhìn thấy ở đây thì mình đang hoàn thành là 1 trên 50. Như vậy thì mình còn 49 cái quảng cáo nữa. Và ở đây nếu mà bạn xem đủ được là 50 trên 50 á, thì bạn sẽ có được là hai cái vé để dự may mắn á, gọi là có một cái vòng quay may mắn, thì mình có hai cái vé. Và nếu như mà bạn may mắn thì bạn sẽ trúng được những cái giải đây nè, ví dụ như giải nhất là được 50, giải nhì được 30, giải ba, và đây là giải khuyến khích ha. Rồi kéo xuống phía dưới này nữa chút xíu thì bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái quảng cáo mà mình cần phải xem nè. Quảng cáo 7 giây nhận 0.084 đồng ACMI. Mình sẽ xem cái quảng cáo này ha. Nó có 50 quảng cáo cho bạn xem, mỗi một ngày như vậy thì chỉ có 50 cái thôi. Mình lấy hết cái đồng ACMI đó rồi thì thôi. Rồi, mình sẽ kéo cái ảnh này ha, cho nó khớp vô trong cái hình, gọi là giống kiểu chơi xếp hình đó. Và mình thả ra, nó đánh cái dấu chết như thế này là ok nè ha. Rồi bấm vào đây mình tắt và mình hoàn thành cái V2E, gọi là View to Earn, là xem để kiếm tiền. Đó, cái hình thức xem để kiếm tiền thì nó không còn xa lạ nữa. Đây là một cái trend cũng rất là cũ rồi. Bây giờ nó là những cái trend mới như là di chuyển để kiếm tiền nè, rồi là chạy để kiếm tiền nè, đó. Rồi tiếp tục như vậy mình cứ bấm và mình xem hết ha, thì nó sẽ trả cho mình vào trong cái ví ha. Mình quay trở ra cái màn hình chính nè. À, nói thêm á, ngoài cái xem để kiếm tiền thì trong năm 2022 này đó thì họ còn sẽ ra mắt cái ứng dụng là trò chơi trên di động nữa, và sẽ được đưa lên trên cái hệ điều hành của Android và iOS ha. Như vậy thì ngoài cái việc là xem quảng cáo để kiếm tiền á, thì họ còn có là cái trò chơi nữa. Như vậy thì chúng ta cùng chờ đón là cái ứng dụng trò chơi di động của họ nè, cái mà nó thu hút như cái cộng đồng á, đó là cái những cái game ha, game trò chơi đấy. Với cái này thì mình nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên kiếm tiền với nó, chúng ta nên kiếm miễn phí cái đồng ICM này để mình giữ đó, sau này chờ nó ra cái ứng dụng trò chơi của nó như thế nào. Và mình nghĩ rằng sẽ còn rất là nhiều sàn nữa sẽ list cái đồng ICM này trên đó, chứ không chỉ ở cái sàn XT này thôi. Nên đây là cơ hội cho các bạn, nếu mà chúng ta có từ 10 đến 20 đô muốn mua con nào để đầu tư á, để được ít 10 đến 100 lần á, thì mình nghĩ cái con ICM này là một con rất là đáng để mà đầu tư vào nhé. Trong cái trang chủ của nó thì sẽ nhìn thấy được là cái ví của mình nó đã cộng thêm cho mình. Lúc nãy thì có 13.2 mấy thôi, bây giờ lên được là 13.8 rồi. Và đây là cái ví mà mình đang có cái đồng ICMI. Để mà rút tiền ra thì bạn sẽ bấm vào trong cái mục là wallet nè. Rồi bạn sẽ lấy cái địa chỉ ví ở trên sàn. Ở đây thì nó đã có mặt ở trên sàn XT rồi, nên là chúng ta yên tâm ha. Rồi đây là nó có cái mục là nạp vào ICMI nè, rút ra ICMI nè, hoặc là bạn có thể rút ra với lại cái OD. Đây lúc chiều nay thì mình cũng có lập một cái nhóm cùng nhau kiếm tiền, và mình có để cho các bạn ở dưới phần mô tả này đó cái đường link của nhóm ấy, và mình sẽ bấm vào trong đó để mình vào ha. Thì có một cái channel để mình cập nhật cái thông tin những dự án, tại vì nhiều khi á mình không có rảnh để làm cái video nên mình sẽ cập nhật trên cái channel luôn, kèo kiếm tiền luôn. Còn trong nhóm thì ví dụ anh em mà gặp khó khăn gì đó thì cứ vào trong đây rồi hỏi thì các anh em khác sẽ hỗ trợ ha, nó hay ở chỗ đó. Còn nếu mà mình nhắn tin ở trên YouTube á, thì nhiều khi á, kiểm soát không hết, đọc không kỹ ha, và cũng không có trả lời kịp. Như vậy là mình đã vừa thông tin đến các bạn một cái kèo kiếm tiền miễn phí rồi ha, cũng khá là chất lượng, và mình nghĩ rằng nó sẽ còn phát triển nhiều nữa. Nên bây giờ nếu mà kiếm được bao nhiêu thì mình sẽ kiếm ha, và mình sẽ giữ đó, biết đâu đến một ngày nào đó thì nó tăng trưởng vượt bậc thì sao, đúng không? Nó có thể là sẽ có giá từ 1 đô đến 10 đô, thậm chí là nhiều hơn, nếu như mà cái dự án nó làm tốt và được nhiều sàn lớn đưa lên trên đó để giao dịch, thì cái vốn hóa thị trường này và cái tổng cung này nó rất là thấp, rất là bé luôn. Bây giờ thì chúng ta tạm chào ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái kèo kiếm tiền lần sau. Xin chào.